Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đây của mình. Và hôm nay mình sẽ với bạn tiếp tục với tựa game mô phỏng buôn bán xe cũ Car for Sale Simulator này. Và trước mắt các bạn đây là cái showroom D Super của mình cùng với một dàn siêu xe khá là hùng hậu nha các bạn. Hôm nay thì mình có một cái tin hơi buồn, đó chính là mình đang dự định bán chiếc Porsche. Tại vì mình đang tính mở rộng cái showroom ra các bạn. Showroom của mình bây giờ là có quá nhiều xe nhưng mà lại không có chỗ để mình mua xe mới, cũng như là mình thấy cái chỗ của mình nó hơi phèn, mình đang muốn nâng cấp hơn. Rồi bây giờ mọi người vô xem xe đi. Trời quà đứng coi nha, quà có rác hay gì lụm nha quà. Em làm bảo vệ chị luôn đây. Con này em đang treo 28.800, chào trời ơi, 18.000 đi về luôn chị ơi. Đi về đi mình không hợp đâu. Nhau rồi, con xe này nó không hợp rồi. Từ từ, 23.000, từ mấy anh chị để xíu, để em xíu, em quên cái thủ tục lúc mà mỗi lần các bạn mở cửa là các bạn cần phải rửa xe lại cho nó sạch thì khách người ta mới ưng với cái giá cao. Chắc mốt mình kêu quà đi sạch xe cho mình luôn quá. Bảo vệ xe tăng lương 500 đô tuần nha. Ai lộn, tăng lên lên 500 đô hơn năm được được chứ. Được làm nhiều việc thì phải tăng lương chứ, tăng nhiều đó các bạn. Rửa lại cái xe nó lên màu lại liền, chứ nhìn bình thường nó giống như là bị ố màu vậy á, nhìn nó ghê lắm luôn. Biết con hết của mình có ai vô trả giá cao không ta? Mình sẽ bán nếu mà con hết được giá. Bán xong con hết là mình có tiền mình đổi đời luôn các bạn. Trời ơi, không tắm luôn khách hàng rồi. Ủa thì khách thấy thì khách phải né ra chứ, ngộ à. À để mình lấy con chó này nó dơ nhìn nó ghê lắm nha. Con này là mâm bao đẹp nha anh trai. Con này là về không cần phải độ mâm gì hết trơn á. Chủ trước độ sẵn hết trơn rồi, mình về là mình chỉ có độ máy trời. Rồi lên công suất thôi, rồi mình đi cắt tóc, cắt cạo đầu trọc đồ này kia. Nhớ sơn màu đen luôn nha anh trai. Hết đẹp vậy mà không ai mua giá cao là tôi buồn lắm á nha. Giờ này các bạn thấy showroom của mình nhiều khách hơn không? Tại vì mình cũng có tiếng hơn rồi các bạn. Danh tiếng chứ không phải là tai tiếng nha. Rồi chừng nào đi Pajero 32.000 hả? Bây giờ giá cuối anh trai là 38.000 giảm đó. Chịu. Đó thấy chưa? Trời nhanh gọn đi. Rồi chị, con này 9.000. 7.000 hả? 8.500 chị ơi. Thôi chị keo quá, xe này nó không thích mấy người chủ keo chị. Mấy người chủ keo mua dễ hư này kia dữ lắm. Chị đi về luôn rồi, có ít quá à. Hình như có khách đi vô trong showroom của mình kìa. 6.900 nữa, sao mấy chị này trả thấp dữ vậy không biết nữa. 8.500 giá chót. Không được chị ơi. Bà kêu là có thể giảm một xíu nữa không, 8.200. Thấy chị nhiệt tình, giảm cho thêm. Thôi nghỉ đi bà đi về giùm tôi cái luôn đi, bà cứ đòi 6.900 hoài à. Xe này em đang bán 28.000 anh trai. Xe màu đỏ đi mới có 111.000 cây à. Mà xe còn mới lắm. Mới rửa. 23.000 trả thêm anh trai. Từ từ để em đi khảo giá cái đã. Xe này còn mới là mới rửa. 25.000 này, chị này cao hơn nè. Rồi anh trai này đợi xíu nha. Hai con Audi các bạn, một con 28.000 với một con 33.000, tại vì con này nó đi ít hơn. Thôi anh đi về đi. 25. Ủa. Ở đúng rồi, con nó con 33 mà. Này con này con 28. 25.000 thì anh qua anh coi con kia đi, anh hỏi con 28 chị. Đúng rồi, tiền ít mà đội ô đô thấp là sao được, không biết nữa à. Vậy chắc là cái chị này là giá tốt nhất rồi. 25.000, bây giờ mình lên tầm khoảng 27.000 chốt đi. Đó, giá này giá đẹp hả chị? Đó, lấy chìa khóa đi về liền. Trời ơi. Nhanh gọn, gọn có phải tốt lẹ. Không? Mua luôn kìa. Thôi chị, đi về giùm cái đi. Xe vậy không? Mà trả 18.000. Bằng với giá gốc mình mua luôn á. Nữa. Hả? Về luôn đi mấy anh chị ơi. Tôi nói gọi con xe này nó kén chủ lắm. Chủ mà kêu là nó kén lắm. Về giá chót à. 30.000 là giảm dữ lắm rồi đó nha. Thấy anh trai nhiệt tình á. Xe này đi mới có 14.000 cây mà anh trả gì chết rồi. Xe ken lắm. Ken quá trời luôn. Ok. Xe không sơn dặm, không hư hại gì hết. Chỉ có về đổ xăng là đi thôi. Đúng rồi, nhớ đổ nhớt nữa nha. Nhớt có sẵn mà, còn ai muốn đua thì đổ nhớt xịn thôi.
24.000 á, sao xe này mọi người trả giá thấp vậy? Chắc là do đời cũ ha. Tuy là xe ít đi nhưng mà đời cũ hình như là nó cũng không có muốn mua giá cao lắm. Ê, có mấy người vô coi ớt nè, từ 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 từ. Anh chị, cái tệp khách hàng bên này xịn hơn. 240.000. Không biết có ai chấp nhận cái mức giá là 444.000 xe này, xe sưu tầm mấy anh chị ơi. 241, ai cũng trả giá thấp hết trơn vậy. Để có giá trị sưu tầm. 247. Anh Ủa, có ơi, con màu vàng nữa giờ mình chưa bán được luôn hả? Ế vậy? con xe anh mua có 140, là bán 400. Thì anh nói rồi mà, ai Anh muốn mua thì sẽ có hợp thôi, em hiểu không? Mấy người đó bảo là không có hợp giá rồi. Em quá. thấy nè, cái bảng giá đó nè. Không 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 Anh không, cái bảng giá nó cũng như vậy. ơi, gãy không gãy cái kim thế nữa. hơi Anh hơi kịch kim xíu có muốn làm lại không? thôi, cứ để đi để cho nó đẹp. 28 triệu không chị? 28, giá cuối 28 đi, Đấy. nhanh gọn thế có phải được không? Bây giờ mấy anh chị này con này 300. bán cũng được nhưng mà phải là 300 cơ, ai cũng 250. Mà 250 mà mình để 300 mà bán cái mình tiếc lắm đó nha. Mà phải bán nè các bạn, tại vì tiền nâng cấp cái showroom của mình là 200 ngàn rồi. Để đi thì Rồi, cũng ông được ơi đó, có nhưng mà thể mình trong chưa đầu cần lắm, mình cần phải nâng cấp để mình mở rộng ra thêm. con xe đi chợ mình vẫn không ai mua. Cái con xe đi chợ này nó giờ không ai mua luôn, nó bị ế làm sao, ế nhẹ hả? Kỳ Nhẹ ghê cái vậy á. nhẹ Anh trai, xe này về mình chở vợ đi chơi là hết bài luôn. Màu vàng anh về anh lên cái bộ mâm khác, tại vì mâm này nó hơi xấu đó. nó Rồi đem một xe mình tải thôi. hình như anh đi đường vòng, anh Ủa vòng qua bên này anh đi coi anh đi con nguyên ếch. vòng luôn hết. Anh đi nói các bạn, cái showroom mình nó chật không, nó khổ cái showroom vậy á. Anh trai này đi mua xe cho vợ nhưng mà suy nghĩ lại. Thôi anh Đây trai người đi về luôn đi anh trai ta trời ơi chứ ơi. buồn về vậy. Anh trai qua bên kia mua xe màu vàng đi chứ không được, đừng qua bên đây nữa. 243 ngày, 200 bây giờ mình coi người người nào mà trả cao nhất. Ấy, mình coi người nào trả cao nhất xong mình sẽ thử thương lượng với một cái mức giá tốt xem người ta có mua hay không nha. 231, anh này thấp 230 quá. Chị này như mới vô hả ta? 300 này chị. 252, Ủa 152 luôn. 252 hình như là cao cao hơn ông này chưa ta? À đó, Cao cao hơn hơn rồi, cao rồi, hơn cao hơn rồi. rồi. 300 đi anh. 300 nha. Trời ơi, chị coi nè. ABS TCS SB Drift Kit Racing Kit Turbo Nitro, xe này là bao đủ đồ chơi, về thì chỉ có chơi thôi. Ok chị, Đi về anh luôn. nói dữ quá bảo ơi, nó đi về luôn em à. chưa kịp nói xong hết mà chắc tại chị chưa biết mấy cái công nghệ chứ Ê, nhìn xe ken xà bán beng cái vậy vàng mà. nè, bán cái vàng nè. À, bà chị kia là biết là đi 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 xe trắng hả? 7.000 hả? À, 8.000 chịu không? 8.000 chốt giá, mình lấy xe về luôn nè. Xe đi có 25.000 cây à. Đó thấy chưa? Rồi lấy xe về luôn ba chị. Nó còn xe ế là con này. Không, con này thì anh nói là anh treo giá chơi mà. Để anh thử giảm giá nữa coi nha. Anh coi nữa coi giá thị trường con này là 315.000 cao nhất đúng không? Ủa mất cái hình rồi. Đây. Trời, hình nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ để mới mức giá là 333.000. Đó. Bán thiệt các bạn, không có giỡn đâu. Hôm nay có đấu giá nhưng mà hết đấu giá rồi, tại vì giờ này nó trễ quá rồi. Giờ này mình qua bên cái neighborhood mình cũng không có mua xe kịp. Đây. Đấu À, với lại mình có thể mua được căn nhà này nè các bạn, nhưng mà mình chưa muốn mua. Ý. Mua con này thử xem về như thế nào. Volkswagen Beetle 101.000 cây, 29.000. Xe thì nhìn có vẻ là không có hư hại. Xe này cổ cổ đúng không? Mà 29.000 này cao quá, 20 như thôi. này, xe này mình về xong rồi cái mình sơn nó thành màu vàng, cái mình bán cho ông chú đầu hói. 22.000 giá chốt đi, chứ xe cũ quá mà mua không có bán con nào biết lời lỗ nhiêu nữa. Rồi cảm ơn anh trai nhiều. À, Để lên đi, trả mình anh đi đi biết mua anh cái. Để một tiến xíu sĩ giờ anh Agatha. sơn nó lại cái màu màu kia. Sao xe xấu không ta, không có xe đẹp ta? Có Dạ. con Audi này mâm nó xấu quá em ơi. Cái mâm nó nhìn không có ưng cái con mắt luôn á. Này Giá nó rẻ này dễ còn cho được con nha, mâm giá rẻ này còn được 18.000 đúng không?
18.000 mà xe hơi hư nè, xe hư có drip kit nhưng mà xe hơi hư. hư, mâm sáu 12 thôi. Chịu 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 chịu. Cao hơn hả? 13. Thiệt luôn. Đấu giá. Không chịu hả? 14. Như đấu giá vậy. Thấp lắm rồi đó. Rồi bye bye. Thôi không mua. Mua mà chảnh quá à. Cả giá nó vậy thôi chứ cái xe nó hư mà nó cũ mà nó xấu nữa các bạn. Mình đang có khách ở trong văn phòng nữa nhưng mà tại vì mình không có, hôm nay không có chắc phải đi ngủ quá các bạn. Đi ngủ rồi đợi ngày mai xem có chợ xe hay không chứ hôm nay toàn là con xe. Rồi hiện tại là mình đang trên đường về cái showroom của mình mà mình đang coi có con nhóc nào nó mặc bộ vest xanh mà đeo cái nơ đỏ không để mình rước về luôn. Ê, xe cứng vậy? Tông gì mà không hư luôn. Nay có đấu giá nữa các bạn, nay không có chợ xe. Thôi chắc vô đấu giá để xem có con xe nào ngon không. Con này mình thấy có một cái điểm rất là kỳ nha, không biết các bạn có thấy giống mình hay không. Nhưng mà mình đang thấy có một cái nó đang hơi lạ. Một xíu đi mình chỉ cho. Xe không hư dữ chân hả? Ngon vậy. Giờ mình đi sơn màu vàng. Cái con xe này gắn liền với tên của ai không? Ai? Hitler. Anh muốn sơn cái số 53 lên quá à. Sơn số 53 lên hồi cái thấy nó nháy mắt với anh. À hứng. Màu vàng nè. Đó. À. Vàng nó chói. Nó sơn bên trong luôn nè. Bà ơi mày lấy mã màu của ông ra sao vậy? Còn này màu này nó đậm màu hơn. Để mình lượm 40 đô đó các bạn. Gì cũng phải là tiền chứ. Đó, tiền bạc chứ không phải là giấy đâu. Vậy có ốc trên vậy đúng không? Hả? Sao đâu? Đó. Kệ nó đi. 40 đô cũng là hả, mình đi được 4 chuyến xe buýt các bạn. Đây cái mà mình nói lạ ở con xe này đó chính là các bạn nhìn cái bánh của nó như là bánh đôi vậy á. Mình không biết tại sao nhưng mà trời. Người ta lỡ làm cái này nè, các bạn nhìn bánh trước là tự nhiên nó có cái lằn tất cả các bánh luôn, bốn bánh đều y chang như trên luôn, lỡ làm cái rạch sâu á, nhìn đi như là bánh đôi vậy á. Sao bây giờ con này giá giảm dữ lắm, nó kịch sàn luôn rồi đó, kịch kim rồi đó. Trời ơi chị ơi, ê mình để càng cao là nó trả càng cao, nó trả một cái mức ok đúng không? 251 nè, 251 300 đi, 300 nha. Thôi đi về đi anh ơi, đi về. Anh keo quá vậy là sao mua xe được. Để mình rửa xe cái là mình chụp hình. Chắc hồi mình ghé ở bên neighborhood mình mua xe tiếp á. Chứ hôm qua đi không có xe ngon. Tự nhiên hồi đầu cái tiệm của mình nó đông xe. Cái bây giờ nhìn nó ế nhệ, không có chiếc xe nào để bán hết trơn. Chụp nổi liền. Anh thích mấy cái xe màu nó nổi nha. Đang lên dễ bán. Con này mua 22.000, giá thị trường là 45.000 á hả? Ghê vậy? 45.500 cho giá bằng với cái này luôn. Lộn. Xe không hư không sơn, 1972 đi mới có 101.000 cây thôi nhưng mà rất là ok. Rồi mãi vô mấy anh chị ơi. Để đây để em đi qua kia em coi chợ xe cái. Ui. Con này bây giờ mấy anh phải trả giá làm sao tôi mới bán được chứ. 333.000. Ờ kệ. Về đi anh ơi. Anh về đi anh. Xe tao xịn vậy. 5 giờ đúng không? 5 giờ chiều có đấu giá. Mình thích cái car market hơn tại vì car market nó có nhiều con xe mà nó con này mình chưa mua bao giờ nè. Nhiêu chị? 2002 đi 128.000 cây số tự động, xe hơi hư nha. Xe này có vẻ hư hơi nhiều. Cũng có sơn lại rồi, mua về phải dọn lại mấy cái đó. Chỉ đang rao là 12.789. 8.000 thôi, bán được bán thôi chứ. Bán. Đó, trời ơi, nhanh gọn vậy đi. Cảm ơn chị nhiều. Em thông cảm đi. Mình phải trả giá thì mình mới có lời chứ. Tôi còn phải trả lương cho em nữa, em đi dọn rác cho tôi. Ê. Mình nên bán series bán tải không chứ anh đây anh thấy con bán tải đen nữa nè.
Ê, con này có vé rồi keng anh. nha, con này có vé keng, con này keng hơn nhiều á. Không lẽ mình đã làm một ngày bán tải. Con này đi nhiều cũng có hư nhưng mà keng 16 ngàn á. Em trả anh 11 ngàn. Nè, trả cái xong mà nó không chịu nè, cái lời 12 ngàn nè. Đó, mức giá nó dễ hơn xíu, dễ thở hơn. Đó, 12 ngàn nè, chịu nè. Không chịu nên thôi tôi đi. Đó, trời ơi, cảm ơn anh trả nhiều. Dạ dơ. Dạ dơ. Gì mày? Con này con Chevrolet Cobalt hết xe rồi. Qua kia. Này Santa Fe mới nè. Santa Fe. Hyundai Santa Fe 2022 mà đi 116.000 cây. Trời ơi, đi cái gì dữ vậy? Xe dịch vụ hả? Ê, mới có 1 năm á. Xe dịch vụ. Trời ơi, chị ơi đi vậy chết rồi. Chị 36.000 em trả 20.000 thôi. Trời ơi, xe gì đi 116.000 cây mà trong 1 năm thôi, đi gì dữ vậy? Chị gái 1 năm đi đi mấy chuyến xuyên Việt vậy? Cái này là phải chục chuyến xuyên Việt. 100.000. 100.000. Trời ơi, chị ơi. Cho cậu vậy. Tính ra mỗi ngày nó đi hơn 200 cây. Ừ. Ok. Rồi. Anh thấy có cái thông báo gì báo đó ở nhà rồi. Anh con à. Xe bán tải á, nó dài quá. Anh cũng nghi nghi vậy. Xong rồi có con xe anh mình là nó sập bom ra, nó bị dính. Mẹt hả? Không. Mẹt. Nhìn mẹt. Xa trông như mẹt nhưng mà con này Ronwi R7 Ronwi hả? Là hãng gì ta? 43.000 mình có đúng 43.000 luôn nhưng mà con này hư cũng nhiều quá, để mình coi coi cái khu này có con xe nào mới mới mình mua về. Tesla. Tesla nè. Thôi mình tính mua bao nhiêu lâu? 2021 đi 37.000 cây, 49.000 giá ngon nè. Nhưng mà anh dơ. Dơ với hư nha. Hư quá, reset hết trơn rồi. Bây giờ ủa gì tính ra mình mua hết thì mình đâu đi đấu giá được. Thôi kệ đi. Khỏi đi. 30.000. 35. Ok. Anh trai dễ chịu dữ vậy. Xe này có hư không vậy? Nghi lắm. Ủa? 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 Tesla nào có tiếng. Không. Nó có tiếng, nó có tiếng đề tiếng nhưng mà tiếng xe thì không có. Ủa là sao? Xe điện sao lại có tiếng đề? Mà xe đề rung xe như đề. Đúng rồi, trời ơi. Subra. À tôi biết chứ là tới ông chị là con này nhiêu chị, để tôi về tôi 13.000 cây à, 87.000, ui ngon vậy. Ngon vậy, ngon vậy, ngon vậy. Giờ chị bán cho em 8.000 được không? Ê cái con thích nè, con thích nè. Con này thích nè, con này chạy bao ngon luôn nè, tôi phát Sahin nè. Hàng năm đi 58.000 cây, có 1.000 à. Mua luôn thôi, chạy mua luôn. 700. Hả? Gì mới đó, kìa, thấy chưa? Trời ơi, con xe ông mua mà ông còn phải tính toán nữa. Trời ơi, đầu óc kinh doanh mà. Cậu về anh ơi, cậu. Từ từ, anh nhớ là cái slot, nó không biết còn cậu không tại nè. Nãy giờ mình mua mấy chiếc rồi ta? Có 2 cái mà. Ba ơi. Nãy giờ mới có 2 chiếc. Ba, con Santa Fe, hai con bán tải. Ba rồi. Nè chạy nó không nghe tiếng nhưng mà tiếng đề nó có các bạn. Ủa con này 7 chỗ hả? Không, con này có mình 6 chỗ. Ồ nó chạy kìa, nó chạy kìa. Rồi đã. Cứu. Anh ơi, xe điện này pha ke rồi, em nhớ xe điện nó đầm lắm mà. Ừ, anh nhớ nó đầm lắm mà sao con này nó chạy nó nước ghê quá. Ê, nhưng mà con này đi lại ngon nha. Đâu còn đủ. Khoan. Sao xe điện nó có cái đồng hồ xăng? Khoan, cái đồng hồ xăng nó có. Khoan, sao con xe nó giống cứ nước chơi thôi. Quà đâu mà bảo vệ mà làm dễ mày, làm ăn dễ mày. Bảo rồi, lúc anh về nhà là anh nói xe lăn lóc liền. Bảo vệ mà vậy chết rồi. Trời đất ơi, xe tôi. Anh thưởng con ếch đúng không mệt nè. Anh thưởng con ếch đúng không mệt nè. Không con ếch nằm chẳng không ra đâu. Trời ơi. Xe nó nằm tùm lum hết trơn vậy. Coi xe nó có hư không? Có hư. Không, con này lúc đầu mình mua là cũng có hư rồi. Lì dữ vậy, cái xe nó lì dữ vậy. Bán tải mà. Nó chạy không nổi luôn á. Ê mà nó có cái đồng hồ, cái cột kìa. Rồi, sửa cho em anh trai. 460. Con này sửa sắp xong chưa anh? Để em lùi về rồi em qua bên kia. Con này sơn màu lại đi chứ, con này màu xấu á, con này màu trắng hoặc là. Ê, con này sơn màu trắng hoặc màu đen.
Để coi cái Con màu gốc nó là này màu không, gì đó, con này màu màu gốc màu đó. gốc kia, về con màu gốc kia. Gốc đó, màu gốc đó. Màu này nhìn cũng có vẻ đẹp, không thể nói xấu. Màu màu đồng đồng, màu màu. Mà đúng là con này là phải sơn màu trắng nó mới đẹp các bạn, chứ Màu để mấy trắng hoặc màu là này nhìn đen. nó màu trắng hoặc đen. Để sơn đen đi, tại vì nó thất ở đen là trắng rồi. Ủa xin nhanh nằm dưới ta, nhớ xin nhanh nằm chung với đề mi mà. Kỳ lắm mà. Nhưng mà này phiên bản cái trận anh. Full đen. Rồi đi về. Cũng đen kỳ vậy. Nó có cái tiếng đề máy và nó có Biết xài tiếng xăng. gì không? Tuy nhiên thì Trời. từ từ có người mua xe tiến sĩ vậy nè. Ông tiến Con sĩ này tới mua cái gì? 45 ngàn anh ơi, 45 ngàn luôn đó. 32 Ba ngàn hai anh đợi xíu để em hỏi anh Alvest này cái. 32 ngàn luôn, ủa hai anh 32 ngàn luôn hả? Chị mua về trẻ con đi học. bao Chị biết chuẩn chạy số luôn sàn không? Chị dễ lắm, chị thôi chị đi về giùm cái em, chị coi chị chị mua số gạt tự số động là đi. được rồi. Ừ. Bây giờ còn mỗi anh trai này thôi hả? Con này mua 22 nếu mà bán ra 30 mấy thì 36 ngàn là giá ok nè, mình trả thử 40 xem. Ờ. Anh trai, 45 ngàn chưa chưa kịp trả đó anh trai. rồi Trời. con xe cà phê đập vô đầu Xin à. nhanh cho về. Con này có hư không vậy? À hình như là khi mình để bán thì không sao. Ôi. 333 ngàn là mong anh. 240 hả? Anh nãy 250 còn không bán, anh Ừ. 240. Chị này biết chạy xe số sàn không? Ủa là số tự Trời động ơi, mà. Mà tự số sàn nhé. anh khinh thường người ta vậy. 257 cái anh. Ngon nhất từ trước tới giờ. 300. Ô. Chị Hao. chốt với giá 300. Rồi con xe Hao. của mình nó đi luôn ơi. Ê con nó mình mua vô có 140 mình lời gấp đôi luôn á em. Đó, tôi nói là bán 300 Đu. là ông lời hay lời chiếc Ơi nữa. ảo lắm luôn á. Đu. Em cảm thấy sự ảo diệu ở đây. Đu. Anh Đấu giá, đấu giá, đấu giá, đấu mình giá, đi đấu giá. sửa xe. Đâu Ủa có hết còn đấu giá giờ nữa. Hết giờ rồi. hết giờ rồi Giờ này 7 hết giờ rồi, giờ là 5 mình đi sửa giờ. xe đi. Trời ơi ơi cái xe tôi. Xe Sao xe nó lì chạy nữa tiếng dữ vậy anh? Thu xe điện nữa. À hình như anh còn một con tô phát sa hin anh đậu bên kia anh chưa đem về nữa. đúng rồi tô phát cây Cái con nhỏ nhỏ anh thích á. Con đó anh biết gì không? Con đó nó vừa rẻ vừa đi ngon mà nó tiết kiệm nữa. Anh tôi lấy nó anh đi á. Yeah. Em lười qua đường nha mấy anh chị. Qua khu này mốt mình cấm cái biển đi tới đây đi chậm, mà mình cấm biển 10 km/h. Anh kiểu là Không, mình đấy phải cấm cái biển là xe cái ra gì ạ? Thì mày biết cái biển của trường học không? Đó, thay vì làm để mấy mấy đứa học Thì sinh cái á, đó mình con để này ban chiếc xe đêm đang đi thấy lùi. ghê quá em. Kiểu kiểu người ngồi trong xe mà đi ban đêm xe ngược chiều nó thấy chắc À. nó bỏ nó hết đi tóc vô lề luôn á. Ủa Tưởng con tượng đèn mà mở ban đêm mà cửa ai cắm đang ngồi pin trong à? xe mà trang điểm đâu này kia các bạn. Ế luôn. Hơi bị ghê luôn á. Con ui con này đèn đẹp vậy. Cái đít con cái đuôi đèn nó nhìn quen quen à. Sao cái đồng hồ nó bị lệch lệch vậy, nó bị méo méo do tông xe đúng không? Đẹp vậy. Coi đèn đèn trước của nó như thế nào. Cái đít con này nhìn quen lắm luôn á. Ồ, cái đít với cái đầu làm giống ghê á. Cái đầu làm y hệt luôn á, Ừ, không nhưng mà khác chỉ cái gì thiếu đó luôn. là cái cụm đèn phía dưới nó không có, nó là cái file ảnh nên nó chưa có phải là hoạt động được các bạn. Mình mới vừa qua bên khu neighborhood mà lấy xe về các bạn, và các bạn biết gì không? Con này có phiếu Thôi kít. thôi bạn Ôi có cách ôi la luôn. ôi. Trời ơi các bạn coi nó lướt kìa. Nó đi trô luôn. Này nghe nói chợ xe có nè, để mình qua mình coi con xe là còn không. Ê, em nhìn ở Con góc gì này nhìn vui nó vui tích vậy? la nó giống như là bị tai nạn vậy em nè. Ghê quá. Con này mình đã mua rồi. Con xe nào mới không? Có Có còn mấy con có Muscle nè. Cũng được á, tại vì mình đang có hai con Ram ở nhà. Trời ơi, xe hư dữ vậy anh. 69.000. Có Xe con thì đẹp MPV anh nhưng chưa mua nè. mà có racing kit, có turbo, có nitro đi 84.000 cây 1969. Đời cổ đi cũng kha khá. 45.000 bán không? Đúng là một cái mức giá hời với con xe này, tại vì 48. Tại vì con xe này nó đi cũng nhiều mà hư nhiều quá.
Anh này anh ra lúc đầu là nhiêu quên rồi ta? 69 luôn hả? 52. Thôi 53 số đẹp luôn nè. Đó. Bán không? Bán liền. Để máy thử xem. Bắt đầu được không ta? Hả? Anh ơi, anh qua game kia rồi anh lại bắt đầu nha. Ê nhưng mà con tay con này nó ăn ghê lắm nha. Để mình đưa xe về chỗ của mình. Chiếc này mâm này nó cũng được. Ê con này có 13.000 cây à. Đúng là xe 13.000 cây có khác ha. Cho 14.000 luôn. Để mình mua hai con về đi. Chevrolet GVS 114.000. Trả 80 thôi bán không? Thôi 85 một giá nè. 85 có thấp quá không ta? Ồ mà xe này thiếu. Ờ xe này thiếu có IVS, có Racing Kit. 85.000 đi. Chịu. Cảm ơn anh trai nhiều. Tính ra con kia nãy mình mua là 50 mấy, con này 85 đúng giá rồi, không bị hố đâu, giá này là đúng rồi đó. Có con Tesla này, hình như nhà mình còn con Tesla đó. Ui, 6.000 cây. 62.000. 50.000. Tô. Xe ken vậy? Xe nhìn ken xe ben nha. Anh trai này là mua con này về xong rồi là Tesla ra model mới, anh trai bán đúng không? Dám lắm á. Nhìn xe nó ken không có một vết xước luôn các bạn. Rồi bây giờ con này anh rao 60.000 giá cũng thơm. 50.000 chịu không? Giá thấp quá hả? 52.000. Cảm ơn anh trai nhiều. Ê, con này giờ mình cho nó đi về chỗ này. Rồi bây giờ mình đi xe về còn con nữa nè các bạn. Mà cái này cái độ mâm cái kiểu này mình nhìn không có được nha. Ê vậy là cái in đây này là con Hyundai nè mà con Honda này không biết nó là con gì. Con Santa. Con hồi nãy là con Santa Fe. 22.000. Con này là con Santa Fe. Anh nghĩ con này là con Santa Fe luôn anh nhưng mà cũ hơn. Cũng có thể. Cảm ơn bà cô nhiều. Để nó đi hồi tôi qua tôi lấy sao. Giờ còn con này với lại mấy con cóc nhái này. Không biết chỗ mình còn chỗ đậu không nữa hả? Không. Không còn chỗ đậu đâu anh. Em tôi nói là anh nhà mình hết chỗ đậu đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, vậy thì mình phải làm gì á? Hết tiền rồi em. Ủa? Không có đủ tiền nâng cấp em. 200.000 luôn em. Mà mục tiêu hôm nay là mình phải nâng cấp các bạn. Trời má, trời ơi. Rồi anh ghé hãng anh nhớ tháo mà cái racing kit của đó gì cái direct kit của nó ra luôn nha. Con này là anh hư hại sơ thôi. Sơ đúng không? Ủa em? Nó lừa. Ủa mình anh... nè. Ồ nó lừa. Hồi nãy nó đâu có kêu là xe bị hư đâu đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nó phà kè. Mà mua mà nhìn cái xe bên ngoài nó rất là ngon luôn mà mua về cái xe bệnh nó bị hư các bạn. Trời. Phà kè. Nè anh có để ô đồ không? Có 6.000. Ô đô thì đúng, ô đô thì đúng. Ô đô không tô được. Trời ơi, phà kè rồi. Lừa nhau thiệt chứ. Con này sửa xong chưa anh? Ra ra đường có tiền mấy giờ? Má ơi, nó ị. Nó ị lắm luôn á. Ơi, tính ra bây giờ mình hết chỗ đậu xe thiệt luôn rồi các bạn. Tiền mình có nhưng mà mình hết chỗ đậu xe rồi. Nghe khó chịu thiệt. Con này hồi nãy mình nhớ nó không có hư mà bây giờ nó hư nè. Mà lúc nãy kéo về nó không bị gì hết trơn nha. Tại vì nếu mà bị là nó báo các bạn là bị hư rồi. Vậy là nó lừa mình. Con này nó dơ quá. Đây mình đang có hai con, mình có bây giờ mình đang có một cặp bán tải RAM 1500, mình có một cặp Tesla, mình có một cặp con Chevrolet S. Quá đỉnh, chơi cặp không à. Rồi đợi Tesla sửa xong đi rồi rồi mình có thêm một con ê hai con Santa Fe nữa nè. Con này cũng là Santa Fe nè. Santa Fe đời hơi cổ. Hai con luôn các bạn. Hết chỗ đậu thì đậu đỡ ngoài đi rồi nào. Xong rồi mình đem vô. Trời ơi cái điện nó sáng. Con này chạy ngon nè. Con này chạy sao ta. Nó nhảy xe. Rồi giờ con này đi
này đen là màu trắng đúng không? Anh đoán chắc chắn là con này màu trắng, không cần. Rồi con đen con trắng luôn, hắc bạch luôn, quá đỉnh. Anh à, vì lúc anh lùi á, anh à. Anh thấy xe hơi chật không? Ấy lộn, nhà hơi chật à? Nhà chật lắm luôn á. Anh à, mình phải tiết kiệm tiền. Anh thấy ông sơn hết trơn. Ông sao, không sao. Sạch. Từ khi nào mình thành hắc bạch vô thường rồi anh? Em nói nữa là em nói tiếng nữa, anh qua bên kia anh xoay con kia màu trắng luôn vợ. Hai con trắng đen luôn bây giờ, hai cặp luôn chứ. Cặp cặp treo veo nữa là ba cặp. Con này nó cũng con này cũng thì con đó cũng trắng mà. Anh tưởng con này nó xám. Anh tưởng con này nó xám chứ. Trắng vai ca trưởng luôn á. Rồi hai con hắc bạch chuẩn luôn. Vô phơm luôn. Vô phơm hắc bạch vô thường. Chỉ có hai con treo veo là hết tên thiệt chứ. Em nói điện thoại tôi đi sơn nữa bây giờ á. Không, hai con nó hai con treo veo thiệt mà đúng không? Nói cãi đi. Để con nhớ con nó đi. Con này 33. Con này đi nhiều thì em nói là cái con này đi ít nè đúng không? À, đúng con này không hư, con này không hư. Con này chỉ bị dơ thôi. Rồi mình lùi vô mình đậu. Con này đừng sơn ăn con kia sơn. Ủa con kia có bị sơn lại chưa ta? Chưa là chưa, dập chưa là chưa mới dập lại à. Dập lại. Rồi hết chỗ, chính thức hết chỗ. À, đậu chắc bán được con nào đó mình đi đỡ quá. Bán con nào đó xong rồi cũng 200 rồi mình nâng cái chỗ mình lên hết chỗ để xe thì rồi. Chạy cũng ngon phết á. Rồi anh sửa cho em con này đi. Rồi để mình lùi con này ra. Con này không cần sơn ha. À có sơn dặm. Trời đó. Không, ủa sơn chỗ nào nghe quen rồi, nhìn nấy vậy. Sơn sơn nắp đúng không? Không biết nữa, nhưng mà nhìn cái xe nó cũng liền ghê, đâu có tới nổi này kia đâu. Ê ví dụ bây giờ mình đặt cái xe ngoài này mình bán được không ta? Không. Thôi đậu đỡ ở đây đi. Rồi giờ mình đem cái con mini của mình vô mình dọn lại cái xe đi của chủ. Bán xe của bán. Cái nào nó chạy vô nó lót xong nó trúng ông kia không rồi, ông bị thương rồi, ông nghĩ gì không? Racing kit nè, có sẵn. Ủa. Xe cổ quá không có cài được ABS, TCS, SB gì hết trơn các bạn. Ở sao con này mình thấy mình chạy nó lả lướt quá trời, thì ra là do cái xe nó không có công nghệ. Mà nhờ cái không có công nghệ cho nên là xe nó vọt. Nó đề bay rồi, có thứ nhanh lắm. Con này bây giờ mà lựa cho nó một cái bộ mâm trời đẹp thì anh em có thằng đệ lựa mâm đẹp lắm. Thôi bỏ rồi, nó bỏ rồi. Đó anh cho đứng canh cửa rồi. Cái này nhìn nó không hợp lắm. Đẹp thì có đẹp nhưng mà không hợp. Này không hợp. Này không. Mấy mâm này không có mâm nào hợp hết chơi người ta. Ở này có thể được nè. Cái này có vẻ được nè. Nhìn nó hợp với cái xe nè. Cái này thì nó lại không hợp. Này với này giống nhau. À, cái này nó thưa hơn. Ốc nó sáng hơn. Trời ơi, máy quạt mình hả? Mình nhanh trí, mình chạy qua kia, mình tháo mâm Tesla, mình gắn vô chứ cần gì mình phải mua mâm đúng không? Một là này, hai là này nữa các bạn. Cái này thì nó nhiều cái này đẹp hơn nè. Rồi. Giờ mình đi sửa. Cái này nó không bị nhiễn anh. Rồi cái kia nó bị nhiễn. Đây nhìn xe nó hợp nè. Tại vì cái con này nó cũ rồi các bạn, gắn cái mâm mới nhìn nó không có hợp với cái xe, nhìn nó kỳ lắm. Nó con này các bạn biết mình thích ở chỗ nào không? Nó đề bay cực kỳ nhanh luôn, nó không có bị lì lì như những con xe nó khác. Nó có lì, đạp cái là đi à. Rồi để ngày mai đi rồi mình hãy cái này lên xe đó, lên xe bị... như thích đó. Nó không có chịu cho các bạn hai cái phím khác nhau á. Để mình lựa một vòng con này nữa xem có nó ngon không. Này bên kia có gì mới không? Không. Trời nó rướng nè. Rác quá à. Ui. Ê tính ra là nó bị thiếu cái gì biết không?
Đó mấy con mussel này là vô cua là nó phải trượt. Nó không có lắc đít. Đúng rồi, nó phải làm kiểu trượt trượt giống như là drip á, kiểu một phần của drip thôi á thì nó sẽ thật hơn. Thì thay vì cái thông số drip mà nó là 100% thì con này cỡ 40. Nghe là 30. Trời ơi. Nè không, có cua ngon ghê luôn nữa. Còn mussel mà chỗ này thì không bao giờ làm được đâu. Con này bám quá, con này em biết chạy con mussel mà nó cứ như là chạy phiên bản Ui Rai vậy á. Nhìn hai con Tesla kìa, trời ơi. Hết chỗ đậu rồi. Ghê thiệt chứ. Rồi bây giờ mình lấy con tô phát xe hin mình chạy về mình đi ngủ. Thôi mình đi xe buýt đi cho lẹ. Trời ơi các bạn, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Đầu tiên là mình cần phải sơn con xe mình cái đã. Thì mình sẽ sơn con xe mình sang màu đen. Màu đen đi cho nó ngầu. Trong này nó không có cho mình độ thêm body kit được các thứ à, chứ nếu mà độ nó cũng đã. Xe đi ngon lắm. Lùi chạy là kiểu gì cũng ngon. Anh trai, full đen cho em anh trai ơi. Bao ngầu. Có cái đề máy nó hơi lâu nữa. Xe cũ các bạn. Hai gấp của dịch. Hai gấp của dịch. Hết. Ủa anh tưởng là cái biển nó tông được. Anh chưa ơi, cái biển nó không tông được anh ơi. Anh tưởng biển nó tông được chứ. Anh thuê thằng Hòa xịt đi. Chưa có thuê được. Em biết là thuê thằng Hòa xịt là cực lắm không? Bữa nay có gì không? Phải thêm tập ngày có đấu giá 12 giờ trưa nè, để đi đấu giá hả? Đúng 12 giờ nè, đấu giá gì Linh chứ rồi. Đấu giá biết bạn. Giờ mình sẽ sơ phần đầu để mình chụp chụp hình cái đã rồi mình mới mình vô mục này mình xóa hết hình đi cái đã. Ấy con ếch nên để lại không ta? Để lại đi. Đây là kỷ niệm anh. Rồi, một con treo veo. Hai con treo veo chụp về cho người ta mới biết là hai con, em hiểu không? Chứ trước kia tôi tưởng là một con. Hai con. Quà đó cho khác rồi quà. À luôn nè. Chị, anh em lượm giá cho quà luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình định giá xe nè. Con này mua vô là 8.000 6 bán được 27.000, ngon vậy. Con đót màu đen. Bán được nhiêu? 27.000 em, treo 25.000 đẹp rồi. Trời ơi, mua 8.000 bán 25.000. Ờ. Con này 2007. Con này đúng con này 2007 không vậy? Mình coi coi, mà con 2000 à kia này con màu trắng, lộn rồi. Con màu đen con khác, con màu trắng là con khác. Lọ đó. Lộn hình thôi, không có gì, lộn hình thôi. Rồi lắc web luôn. Thấy chưa cái con màu nó. Con màu trắng. Rồi, còn cái con này là con màu đen là con này. Cái màu kìa đó. Ờ, quên mất. Con này bán cũng được tầm đó luôn, nói chung là cặp này mình bán 25.000 hết đi. Đó, xe đẹp. Con này mình bán chưa có vô office, mình chưa có bán được. Con Tesla M3 bán được 81.000 á hả? Ngon vậy. Con này màu gì vậy ta? Anh quên mất nó màu gì rồi. Không có. Màu đen, màu đen, màu đen, màu đen. Sửa lại. Chụp nhiều quá luôn rồi. Lát luôn rồi. Còn con Tesla màu trắng đây. Màu trắng. Con này đi nhiều hơn, con này 85.000 đi. Con xe này như xe lướt à. Ờ. Cái gì ta Rodai chưa xong. Đây bây giờ con này là con hai con này bây giờ khó phân biệt nha. 1970, 1969, hai con này khác đời nhau. Và một con 13.000 cây. Để anh thử 13.000 cây, con này bán được 145.000. What the fuck? Ê, điêu. How? Đu. À, mình thử mình đoán con này thử xem. Rồi giờ lộn rồi. Con này là con 1969. Đây là con này con đi ít. Con đi ít là hình bên kia. Xe nó cùng màu hơi mệt các bạn. Đây xe hình bên này. Đúng rồi. Rồi. Rồi nó treo veo. Con này đó. Con này thì mình nghĩ là bán tầm 120 thôi là đẹp rồi. 1.2 triệu nữa anh. Nó là con này. Rồi đó. Xe em bán hết trơn rồi đó. Mấy anh chị mình vô mình coi xe mình tham khảo ha. Rồi ưng con nào thì chốt con đó. Còn muốn em nói đạo lý để chốt xe thì để em xíu. Mình có xe chuẩn bị về nữa kìa. Xe chuẩn bị về đậu trước sân.
hết rồi, sân em nó hơi nhỏ nên mấy anh chị thông cảm. Chuẩn bị tới giờ đi đấu giá rồi, để mình qua mình đi đấu giá. Mấy anh chị coi xe giùm em nha, coi 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 cho vui thôi, rồi rồi chốt rồi hú em. Ủa gì vậy? Bà nhớ canh nha mày, gỡ logo á. Trời ơi, em làm cái vệ đàng hoàng. Để có logo. Đấu giá nguyên nó kiểu giá đâu nào khá là quá đỉnh. Xe ghẻ em ơi. Đi bỏ chứ gì đâu mà. Ờ đã bắt đầu rồi kìa. Con gì? Trời ơi, tính đâu con gì? Con đốt cha. Đi có 5.200 em 2013. Trời ơi. Con này lụm được. Con này mua nhiêu ta? Mua nhiêu ta? Anh không nhớ, hình như cỡ khoảng hai mấy á, hai mấy gần 30 vậy, 27, 28. Ê, ơi, mua xe kìa. Rồi. Chưa kịp 19.000 chốt nè, chốt cho tôi nè. Đó. Vô. Con này xấu, con này mà không muốn mua luôn á. Nó bỏ đi. Rồi, con quê bảy. Nhưng mà nếu mà giá thơm thì cũng được. Hai ngày 12 đi có 5.700, con này giờ bán phải có 30.000 á em. Đừng có đùa. Vậy thì ngại gì mà mình không chốt. Sao mọi người trả thấp dữ vậy? Ngại gì mà mình. Cái đợt này hình như là đợt đấu giá xe giá trung bình các bạn, cho nên là các bạn nhìn cái mức đẩy cược lên đó, nó không có được cao. Nó không có được mấy ngàn. Hôm bữa tới 2.000+ lần. Mà anh đồ ngon phải chờ lúc sau. Anh đoán hôm nay không có đồ ngon lắm. Anh cuộc nhanh đi mấy anh, cuộc lâu quá vậy trời ơi. Nãy giờ con này giá gốc 5.000 mà nó giờ lên được có 8.000 nữa hả? Con này mình nhớ được mình mua nó 10 mấy ngàn luôn mà. Rồi chủ xe ăn cám rồi. Trời ơi, nãy giờ nó cứ nhảy hoài mà nó nhảy nhỏ xíu à. Đẩy thẳng cái 9.000 nè. Nè cháu không? Bước qua tháp ra đi. Nhiều xe con bị tổ. Ê con bị tổ nó can lắm luôn á. À, con bị hư nè mà đi ít lắm. Đi mới có 5.000+ mà. Đây là dựa vào giá trị của con xe. Mà cược đấy, mà cược đấy. Cược hộ. Ờ con này hết tiền rồi. Ê hay, được nha. Anh ơi, anh thấy giá không? Anh à, giá. Sao được anh? Hồi nãy anh nhìn ở đây nè, anh thấy có nhiêu đây, anh tưởng là con này nó cỡ. Thôi, con nó để hôm nào anh ơi, có duyên đi, nay mình không có duyên, mình về nhà mình đi bán xe cái đã. Không, hồi nãy mình để, mình bán con ếch xong mình mua con đó thì được. Mà bán ếch mua con đó thì nó đâu có lên này kia đâu. Đó, mình lập được 3 chiếc. Giờ bán xe. Ôi khách quá trời luôn bà ơi, nãy giờ em hơi khách nóng nặc luôn. Thì anh đi đấu giá ồn ào của em gọi anh có nghe đâu. 102, 106. Ui chị này trả giá cao vậy. Chị này bây giờ em trả cho chị 110 đi. Nói giá đẹp cho chị hôm nay luôn nè. Hôm nay mua được mấy con xe ngon. Rồi cảm ơn chị nhiều. Hay quá chị ơi. Rồi anh trai này bao nhiêu? Bán đêm chiếc nào là mình đủ tiền nâng cấp xe luôn rồi. 150 anh, con này đi ít, con này thôi anh, con này lên đi chứ 140 đi, chứ con này đi có 13.000 cây mà xe này anh về là mấy cái đời này mà đi thấp thấp vậy về không còn phải sửa. Như chị nãy là chị hơi hố vô là chị phải sửa nhiều. Đúng rồi, thiệt luôn á. Ô xe ken vậy mà không mua. Thôi chị đi về cho em, cảm ơn chị nhiều. Anh xe này xe tương lai anh, xe điện nhưng mà vẫn đổ xăng. Ủa? 80.000, 67.000 em đưa anh giá là 75.000 chốt nè. Không mày chịu đi về. Bởi vì phá liền anh, trời ơi. Nhanh gọn, rồi cảm ơn anh. Con này khen nha. Con này đi hết nha, con này rất là mới luôn. Nó về đi. Đi về đi. 61.000. Ừ. Nó hụt hơn hẳn 20.000 so với cái mức giá mình đưa ra luôn á. Xe này đi mới nha quý anh chị. Thôi chị đi về luôn đi. Nhìn xe là mình phải lấy con mắt mình đừng có nhìn bằng cái thứ khác. Ủa chứ anh nghĩ. Ủa sao nó vẫn 1% dơ ta? Chắc mốt bắt con khứa kia đi. Anh à, giờ giá thấp nhất em đưa cho anh là 75. Ủa hình như nãy con kia mình cũng 75.000 đúng không? Đúng rồi. 75 anh. Không được, vậy đạp chân nhau rồi, không được anh ơi. Đi về giùm em cái đi. Anh này ngó con nào đây? Anh đứng xa dữ vậy. Thôi anh đi về luôn, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh đã hợp tác. Rồi, giờ tới con treo veo phiên bản đi ít. 150 chị này để 110 nữa. 110 cũng được á, để mình đi hỏi. Cái showroom nó chật quá. Trời ơi, em lên nóc xe đứng mấy anh chị thông cảm nha. Showroom nó hơi chật.
dù gì cũng là đang là xe em chứ đâu phải xe của mấy anh chị được không? 109. À, không, chị này mới hỏi rồi, để hỏi anh về sau là xe của anh chị. Anh ơi. 100 ngàn đi về đi anh. Chị này 110 đấy, em trả giá đó. Ơ chị. Mấy anh người trai. Đó người ta nóng người ta bận quá. 104. Em biết giá này nó hơi cao nhưng mà anh mua anh nhận được một cái con xe không có phải sửa sang này kia. Đó. Rồi bây giờ anh này đang có nhu cầu mua bán tải. Con này đi ngon nha anh. 22.000, ui gần giá luôn nè anh. 23.000 đi, 24.000 đi. Cảm ơn anh trai nhiều. Anh trai ủng hộ showroom đi shipper của em, cần gì thì anh cứ liên hệ bên gara đối diện em nha. Anh ơi, con kia mới bán vậy mà anh trả 20.000, 20.000 đâu được, 24.000 anh. Được rồi, mình đi về luôn nè, đi chung với anh kia luôn nè, nắm tay luôn nè. Rồi thôi anh đi, anh đi taxi về đi, cảm ơn anh nhiều. Bye bye anh. Rồi giờ mình còn anh trai này, chị gái này, con test ra. Hồi 50.000 ít quá anh ơi, xe người ta ken như vậy mà không có hư hại. Nó con này chỉ là con cái là chủ cũ đi, nó hơi xước rồi, em chưa có sơn. Chắc là mình phải gỡ xuống mình đi sơn lại quá. Tại vì mình thấy người ta trả hơi thấp. Mấy cái xe mà nó bị vậy là nó trả thấp các bạn. 85.000 treo giá này bán không được rồi. Để mình bán con treo veo này chốt coi được không. Treo veo này điện nó không hư. 150 anh. 116.000, ui giá cao nè. Em cho anh giá hữu nghị 135.000 đi. Được chốt luôn anh ơi. Đấy. Không cần suy nghĩ, trời ơi các bạn, 414.000. Ôi, tôi giàu rồi, tôi đổi đời rồi. Rồi. Làm gì đây anh? Giờ mình làm gì giờ? Mình mua làm gì đó thôi. Trời ơi, chị giá này ngon quá chị, 23.000 lụm luôn chị ơi, đi về luôn chị. Ủa anh đuổi khách gì anh? Ý là đi về kiểu kia đấy, em hiểu không? Về luôn đó. Rồi giờ mình còn một cái lô xe bên kia nữa kìa. Để mình đem con test ra, mình gì? Đem đi để mình xóa hết hình cái này. Giờ là gì? Bán xe có lời quá ha. Ừ. Đây nâng cấp showroom nè, 200.000. Ôi. Rộng hẳn ra. Tự nhiên được ở nhà bự hơn à. Ồ, mình vẫn chưa có nhà mình ở, mình vẫn đang ở cái thùng container. Tự nhiên mình được cái sân rộng hơn. Đúng rồi. Cái gian phòng nó vẫn nhỏ. Ờ, gian phòng nó vẫn nhỏ. Gian phòng nó không cho mình lên gian phòng bự. Mình phải gian phòng có lầu rồi này kia. Con này nó như là bản hybrid, mild hybrid vậy. Anh dùng động cơ đốt trong để đề máy lên. Ủa quên, con này đâu cần. Để đi sơn, lộn showroom. Nè, lùi nó có tiếng máy kìa. Ủa vậy là luôn là người ta xài động cơ đốt xe trong điện anh này lạ lắm. Còn lúc đi thẳng là người ta xài động cơ đốt ngoài. Ý, cái màu trắng mà sơn lại nhìn đẹp lắm nha, nãy nhìn góc kia đẹp ghê á. Nếu là bây giờ trong lúc mọi người đi ngủ á thì tôi là với cái cương vị là giám đốc cái showroom D Super này phải đi lấy xe về. Được anh. Giám đốc. Mình mới vừa đi sơn con Hyundai Santa Fe các bạn, mình sơn sang màu đen ha. Mình nhìn màu đen nó ngầu cái xe hơn, đẹp hơn á. À, con này bây giờ mình sẽ đậu kế con Audi. Rồi. Còn mỗi con Beetle thì mình đi sửa nhẹ lại cái màu này, hình như sơn không có cần đúng không? Đúng rồi. Đi sửa lại thôi là ngon. Còn nó biết bán được nhiêu ta? Mấy cái xe ken ken này mình muốn hóng cái giá bán của mấy con xe ken này ghê á. Hôm nay có car market nè, để mình qua mình ngó thử xem có xe gì ngon không. Nhưng mà chắc cỡ tầm buổi này hoặc buổi sau đó thôi là mình chỉ mua những con xe rẻ thôi, và sau này mình phải mua những con xe mà nó đúng với giá trị của D Super. Kiểu mấy con xe này trưng trong showroom mình nó hơi phèn các bạn, không có được xịn sò cho lắm. Dĩ Hòa đâu em tôi ê qua qua có kêu quá. Ủa hình như còn con của mình chưa đem về đúng không? Ủa ê, con này của mình nè con này. Ê anh quên con này luôn á anh à, đáng vậy nó dành chỗ. Anh quên hẳn con này luôn. À, nay có con gì nó ngon ngon xịn xịn mua về để trưng không ta? Không ta. Ở đây 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 Toyota Supra đi 108.000 cây, 43.000.
108.000 cây á hả anh? 108 á? What? 2019 mà đi 108.000 cây mà đi nhiều mà xe hư tùm lum sơn tùm lum hết trơn mà 43.000 bây giờ trả 20.000 bán không? Xe hư quá là 20.000 thôi, về sửa lại này kia dọn nữa. Thấp quá hả? Thôi khuyến mãi 25.000 á. Bây giờ giá này cũng cao hơn so với giá mà anh đưa ra rồi. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều, cảm ơn anh trai ủng hộ. Đó, con này về trưng. Ui. Ui, cái đồng hồ đẹp vậy. Đó, thế như mình nhìn showroom thì có mỗi con này là ngon à. Không mua mấy con kia nữa đâu. Con này drip, con này drip. Nhưng mà chạy mấy con này cũng vui mà. Mình ghé ở bên neighborhood xem mình có con xe nào nó kiểu kiểu thể thao giống vậy nữa không. Thích mấy con backfire ghê vậy. Rồi hôm nay mình có con này xấu bỏ. Xấu. Ê có con mẹt nè, có con mẹt nè. Ây da, mẹt mình chưa mua bao giờ các bạn. Mẹt này tiền này mình mua được. Tiền này tiền nó to rồi. Nó chạy xe hơn rồi đúng. Đúng rồi, 2016 đi 28.000 cây, xe không hư 98.000 á hả? Chà. Hơi. Trả giá 98.000, bây giờ con này 80 bán không? 80 là giá cũng xe, ok với một con hư mà mới chạy thấy xe có hư. Đi con mít á. Rồi cảm ơn anh trai, trời anh trai tốt quá. Đù. Đẹp vậy? Đẹp đấy. Ờ đẹp vậy. Đi rồi. Nhưng có cái la nó hơi kỳ đấy em, cái la nó không có được này kia lắm. Kệ anh, cuộc sống. Rồi cho nó. Ê, cái đuôi giống vậy. Ờ giống ghê luôn á. Con này đi cũng đã nha. Con ghê quá. Ê. À Mustang con này mua về được, mua về trưng showroom cũng được luôn á các bạn. Giờ mình phải độ mấy con này hết. 2017 đi 115.000 cây, 37.000 giá thơm, con này trả 33.000 bán không? 33.000 là giá hời luôn á, 30 thôi. 33.000 giá hời rồi. Thấp quá hả? 33.000 đi. Giá này là đẹp luôn rồi đó, giá này là quá đẹp luôn rồi đó. Cảm ơn anh trai nhiều. Có xe hú hú em nha anh trai. Không biết nó có bị vướng đường đi người ta không nữa. Mình đang đợi điểm skill point để mình nâng cấp lên cho quà đi đi rửa xe các bạn, nhưng mà chưa có đủ, gần đủ cái gì á. Rồi hết rồi, xe rồi. Xe. Hả? Không không biết nâng cấp tự sửa xe luôn không biết định. Không không, hình như anh nhớ nó có 3-4 mục gì nhiều lắm. Để anh coi thử. Mình giữ xe đó luôn. Ờ luôn. Con này chạy ghê quá ơi, cú. Không biết bao giờ sẽ chở mình đi không ta. Cái drip này sao chạy ghê vậy? Drip á, con này có bộ drip á. Hả? Chắc drip nó mới chơi cái mâm này với cái vỏ này cho nó đỡ. Anh đi xa quá, anh đi xa quá. Nó bị trôi ghê quá à. Đây con này bây giờ mình sẽ dọn lại hết nha. Mấy con này mình phải dọn lại. Tại vì con này với con Mustang á, con nào mâm nó cũng xấu hết trơn các bạn. Không có con nào mâm đẹp hết trơn á. Racing kit đi. Cái trip kit kia con này full hết trơn rồi à. Mình chỉ đổi mâm lại thôi. Mâm con này bây giờ. Đó mâm này mới đúng nè. Mâm này mới đúng là mâm Supra nè. Đó. Rồi bây giờ mình đi sửa. Con này có hư không ta? Có hư 50% lận. Trời má ơi hư. Cái tốc độ nó chạy được, nó đẹp. Ờ. Cái xe nhanh nó không như anh kỳ vọng không ạ? Anh phải tưởng nó chớp theo cái điểm y cơ. Không biết con này ngoài định nó có chớp theo điểm y không nữa. Ngàn mấy. Rồi bây giờ mình đem con Beetle này về. Yếu quá. Xe lì chứ quỷ. Xe này ngoài cái việc ok, không cần sơn.
Vậy luôn. Chà, số rung lực này hơi bị nhiều xe nha. Mà chủ đi xe hơi phèn nhưng mà không sao. Trời ơi, mới vừa đi xuống dưới mà leo lên thấy quá trời vậy. Trời ơi, tiền mà. Tiền mà em, mình giàu mà em, nè em thấy gì không, em thấy gì không, em thấy gì không, em thấy gì không. Mũ tan. Trời ơi, cái mâm nó hại tí hồi không sao. Cái mâm nó xấu, xấu má ơi luôn. Xấu ma chơi quỷ hờn luôn. Con Mustang hồi xưa mình bán là cũng được chứ. Được lên, lên turbo, lên nitro luôn. Ủa, máy super chạc mà lên turbo. Anh thôi con đi. Mustang nó xài bánh, 4 bánh à. Ủa mà em thấy cái bánh nó bị, nó bị đưa ra quá không? Cái đó này nó lắp spacer. Ờ, cái bộ này đẹp nha, cái bộ này nhìn hợp cái xe ghê á. Nhìn nó hợp với cái kit ghê á. Đấy. Nhưng mà mình thôi, có cách nào mình đem cái bánh xe vô được không? Không cái có. Wheel là cái nó chỉ là độ thôi chứ nó không có đem vô được. Đó. Đi ra cái rác. Đồng hồ nó nét ghê. Mà tôi nhớ con này ở ngoài tiếng máy nó êm lắm thật anh. Chắc là người ta độ rồi. Sửa giùm em nha anh trai. Cảm ơn anh nhiều. Xe hư chút xíu rồi các bạn. Sao đếm biết được con này con gì? Trời ơi, con này là con super. Con này mình sơn màu đỏ nha. Màu đỏ mình nhìn nó sẽ... Ở chút phải màu cam vệt đen giống mấy anh kia. Cam vệt đen thì cũng được nhưng mà... Con chi nè. Mà nó không có cái vệt đen nha, không có vệt đen đâu nha. Ủa mà này đấy. Không hiểu sao ông John Cena có thể nhét. Không biết nó ra được màu cam hay không nên cũng không biết nó ra được màu cam hay không. Nó còn hơi đỏ. Thôi kệ đi không sao. Kệ nó. Dẹp anh. Trời ơi, số đông nó rộng. Ê, vậy mốt mình nâng cấp nữa là nó lùi ra nữa hả? Nó lùi tút dưới kia luôn hả? Nó tút nguyên một đường sâu hóm luôn á. Sân nhà không có gì ngoài mặt tiền. Đây kiểu là anh bán hết xe xong anh chia hai bên anh đấm đánh cầu lông được luôn. Nghe hơn mấy nghe á. Trời ơi, đẹp, con này nó đẹp. Quay cái đầu anh. Mà khỏi nhìn nội thất là biết xe gì nè. Ui, con này làm giống quá vậy? Giống con này y chang luôn á, con kia là nó không giống nhưng con này nó y chang luôn các bạn. Giống cái này nội thất luôn anh. Đúng rồi. Chân thật. Mâm này mà sơn đen thì còn được được, mâm này không sơn đen được. Ê, này đẹp nè. Này xấu á, này không hợp, nhìn nó này kỳ hợp. Ừ, nhìn nó kỳ kỳ. Đó. Đẹp là phải Này được nè. À. Này được. Ôi nha, này được, này được, này được, này được. Giống như cái quạt à. Này cũng được nè. Ê, cái mâm này, này là của nó luôn đúng không? Mâm này của nó luôn á. Mâm này là kiểu như mình về zin vậy á. Nhưng mà thôi cũng được. Mâm này với này, mâm này thì nó độ. Mâm này nó có cái là nó hơi nhỏ. Bạn nhìn cái bản mâm nó nhỏ nó hơn. Anh. Ừ. Cái thanh của nó nhiễm quá. Hạ à, phục xuống. Đấy. Đèn, đèn này mình lên đèn Anh Dương. Đuôi đuôi căng nhở đuôi nó đổi thằng bộ luôn giờ mới biết gấu vậy nào ta đẹp này được không nhìn nó có cánh xanh nhẹ nhẹ đúng rồi đẹp vậy không có bị dữ nhưng màu đỏ đẹp vậy biển số con này biển Hawaii hả nha liền đây biển trắng này cho đẹp Ali. Đây con này chắc mình để đi quá các bạn, đẹp quá à. Ồ nó nét lắm luôn á. Ui cái đồng hồ đẹp. Cái đồng hồ đúng đẹp luôn. Để mình đi sơn con này lại. Ơ con này chạy ngon nha, chạy được rồi con này. Cỡ chủ tịch như mình đi con này mới được, bán xe mà đi mấy con kia. Sơn màu gì vậy ta? Đen hả? Mệt đi chứ màu đen thôi anh. Ê nó có sơn bộ phận được nè. Mà mấy cái phát này anh có cái nào sơn được đâu, kiểu mâm rồi này chứ. Không cho mình lựa ha. Trời ơi. Đẹp quá à. Ê nhưng mà cái biển mà nó trắng đó, nó hơi kỳ chút xíu à. Xíu rồi. Đẹp. Cả vô cái nó đuổi khách ra liền luôn chứ. Khách VIP mà em, bây giờ là mình đối diện khách VIP mà. Không hư luôn hả? Thôi cho cậu về đi. Ôi đẹp. Không hư mà phải cho cậu về. Đây anh còn phải đi con này nữa. Con này giờ sơn màu gì ta?
cậu tư vấn anh có màu gì? Màu đen. Đen hoài mày. Ờ, xanh dương đi. Bây giờ ít con xanh dương quá, đen hoài mấy con mẹt đen rồi. Đẹp. Ê, con này biết làm gì không? Con này đổi cái màu điểm mi sang màu đỏ. Cái màu đỏ với xanh nó kỳ quá không ta? Đâu anh, màu xanh là phải đi với màu... Ở kìa. Kìa, người ta đem xe vô rồi okay. Anh đi về. Đâu đi đỡ mình chấn nghiệm cái tiệm luôn. Giờ mình... Ở quá trời xe luôn, con này bán nha, con này giờ tôi hết đi con này là tôi đi con mới. Nè. Con mới nói cũ. Thôi trời ơi, đi nó nét lắm các bạn, con này mà mình thấy riêng con này nó làm rất là nét nha, chi tiết. Ê, cái cụm đèn mà thấy cụm đèn này chắc đổi quá, màu sáng nha. Không, anh nghĩ cụm đèn này chắc đổi qua cái màu khác á, màu màu đỏ đỏ. Ờ, lên trong đầu anh nghĩ tới màu đỏ, màu đen cái đi màu đỏ, đúng rồi, tại đen ôi. Nó cái màu xe này đã chìm quá rồi thì cái màu kia nó phải là lên xíu, xe nó chạy kỳ vậy bay mẹ, không vô cua được. Tính ra là mua thêm cái bản quyền, gắn thêm cái logo vậy là khác éo gì đâu. Ừ. Đá. Ừ, chắc mình đổi cái điều mi sang màu đỏ nó đẹp hơn các bạn. Nó gấu cái xe hơn, mình để màu đen thì nó hơi kỳ. Xe màu đen mà để cái điều mi màu xanh đó nó không có được hợp lắm. Đẹp quá, con này đẹp quá. Coi trực đi. Thôi nó đã. Là xe cũng được lái chứ lên cái tiếng chung đó là xe cũng được. Nè, không biết nó có đồ AMG được thứ nữa không ta? AMG lên nó gọi là gì anh? Không. Đồ Brabus. Brabus hả? Ờ. Brabu. Để coi coi mình đủ điểm mình đang thiếu các bạn. Hay. Những cái thằng khác như này các bạn cần phải đi rửa xe. Mình mới vừa đậu mấy con kia vô rồi, mấy con này mình nghi chung chủ á, tại vì cái màu nó cũng na ná nhau, lúc dơ thôi chứ lúc rửa lên thì nó khác. Mấy anh, nó dơ rồi. Mấy anh chủ mấy con xe này chắc quấn khăn á anh, mấy anh quấn khăn hay thích mấy cái màu vàng cát này lắm. Cũng có thể. Thả hết chưa? À, tới khi nào mình mới thuê được nhân viên anh? Thì anh đang chuẩn bị thuê nè, chuẩn bị thuê quà đi. Ê, con Audi này mà thôi, Audi này nó không phải thuê em là dễ. Nói chung là sau hôm nay mình sẽ chuyển mình các bạn. Đi Super chuyển sẽ mình. Không còn kinh doanh những cái con xe của mía nữa mình. Hả? Anh nằm giống cái thuê chuyển mình. Đi Super giờ đó lên một tầm cao. Ê, tính là anh mua con này mà anh quên luôn đếp. Anh đậu ở bên kia anh quên đem về luôn đếp. Ủa rồi sao không biết? Thì lúc mà chạy qua bên, chạy qua chợ xe thấy con xe kia nằm lăn lóc, thấy con này nằm lật ngược. Đúng rồi, nó nằm ngửa bụng, nó nằm ngửa bụng. Ừ. Nằm ngửa lên. Không biết. Hay quá trời, bỏ nhỏ 2 ngày trời. Thông cảm đi, không nhớ luôn á, mua xong không nhớ luôn á. Ủa ví dụ mà mình thuê rửa xe thì xe mình xe chủ nó có rửa không anh, nó chỉ rửa xe trưng bày thôi. Không, anh nè lên rồi nè. Đây. À, lụm. Ờ đi rửa xe đi. Ê khác rồi nè. Thằng quà lên đời anh. Quà được lên đời, được thay đồ mới nè. Cái này là nhanh hơn, đi này các thứ nhanh hơn, và cuối cùng là siêu nhanh. Rửa xe đồ các thứ, lụm rác đồ nhanh hơn. Quà này được lên đời rồi. Đồ đây con Mazda. Ơi, màu này đẹp quá vậy. Cái màu xanh với cái mâm đen đẹp quá vậy. Bán xe hả? Xe mình không có. Thuê là anh thuê là em có tiền là lên đời. À, bây giờ con này phụt nó hạ xuống hết rồi, đèn màu gì đây? Đó. Ủa mà cái đèn này nó không có đó. Chỉnh đề mi. Cái này nó phải chỉnh mỗi cái đề mi thôi, cái đèn nó không cần phải là chỉnh màu đỏ. Đúng rồi, cái đèn nó chỉnh đề mi nó đẹp. Chứ con này nó mong chỉnh đề mi thì mấy cái này nó đẹp gì nữa đâu. Mấy con đèn độ với độ đề mi thôi. Ờ thôi bỏ đi. Cái màu khác nó chửi. Bây giờ chạy xe vô cho quả rửa nè. Để coi rồi, để coi quả rửa thế nào nha. Trời ơi, đi chùi em ơi, rửa đâu mà rửa. Ủa? Nè, anh cấp súng cho em đi, anh chưa cấp súng gì. Là nó phải cấp súng. Anh chưa cấp súng cho em. Ủa? Không mà có quả đi chùi cũng được đi. Cái đó, chùi lâu. Giờ mình đi dọn lại xíu nữa. Con này cũng là Hyundai này đúng không? Đúng rồi, nó là Hyundai anh. Để mình coi nó có hư không. Hư nhẹ xíu à.
không thành vấn đề. Con cái là mình phải đi đổi cái mâm này, cái mâm này nó xấu quá các bạn. Mâm nó nhìn mâm này mâm nhìn có vẻ giống mẹt đó, nhưng mà cái mâm này là cái style nó bị rỉ luôn chứ không phải là hả? Chắc con xe này là ông chủ ở trong trại đó. Mâm này nhìn cũng được, là nhìn cứng cái xe nè. SUV mâm này thôi, mâm rẻ hơn xíu được không anh trai? Có mâm rẻ rẻ không? Bán xe không muốn gì anh. Em ơi, mình bán xe mà mình phải lời với em. Mâm này nhìn cũng được. 5 ngàn là hả? Thôi bỏ. Em sẽ tải anh. Em bay lên chứ. 1.500, 400, 5 ngàn. Để coi mâm nào mà nó vừa hợp với cái thẩm mỹ mà nó vừa... Cái mâm này 4 ngàn mình nó ưng nãy giờ nè. 1.500 xấu quá. Ê, con này mà chơi mâm này nó chiến quá. Mình chạy sợi gãy anh. Nhìn được á, mâm này nhìn hợp, nhìn có vẻ được với cái xe á. Này thì nó lại quá đẹp và quá bự rồi, 4.000, 3.000, ấy này được nè, nó rẻ, ok, lụm. Chút nhẹ cái gì? Xe này đâu có sơn, đâu có hư gì đâu, chỉ có mỗi cái mâm xấu rồi. Mâm nó xấu, quỷ. Trời. Đậu bên kia, bên SUV, kia SUV đậu bên này, ê, hơi chật nha. Chạy nó không sao đâu. Còn lắm khách hàng qua bên... Con hàng rào đứng. Mấy con này đi biển vàng nè em. Bảo sao đi. Ủa? Nhiều. Mấy con này đi trắng rồi, con đi biển vàng nè. Con này biển xanh sẵn luôn. Biển xanh luôn. Biển xanh luôn. Có con này của mình cũng đeo biển vàng nè. Ờ anh mua con này giờ sửa lại bán luôn đi chứ. Hay để đi ta. Cái con này nó dựng không. Nó nhẹ các bạn, kiểu nó không có công nghệ nên cái xe đi nó lướt lắm. Không có gì đâu à. Nó không có gì hết trơn á, đi nó lướt cái xe không đó. Không có gì để nó cản mình lại hết trơn. Này có gì trong này không? Không. Không có mấy cái đồ linh tinh là thôi. 40 đô cũng được. Dạo nhưng mà 40 đô cũng tiết kiệm đủ mấy chuyến xe buýt rồi anh. Mình tiết kiệm để mình mua nhà mới mình ở. Mua nhà mới là mình mua cái container bự hơn anh. Không, mua căn nhà em. Em mua cái công ty nó bự hơn. Anh dắt đi, anh dắt đi. Chắc con này anh độ lên trip anh chơi cho vui quá à. Con này bán nó cũng không được nhiều, nhưng mà con này kiếm giờ này hiếm lắm nha. Kiếm hết ra con rồi. Con này mua có 700 chứ nhiêu. Ừ. Thì xe đi phá mà. Này bây giờ anh dắt đi mua nhà nè. Đi tổ tiền luôn nữa. Trip sườn bên tay của anh kia. Đỉnh chưa, đỉnh chưa? Chánh đường nha, chánh đường nha bà con, chánh đường nha bà con. Cái số con này nó bị, nó, máy thì mạnh nhưng mà cái số nó bị ghiềm bởi cái số các bạn. Deadline rồi mà nó vẫn chưa lên số nữa. Ôi đẹp, đỉnh. Bố lên ơi. Riếp được 4 giây rồi bạn. 4 giây 8. Cũng vui quá chứ đâu có đùa đâu các bạn. Mấy con lì lì này đừng có nên độ nha, độ lên chả không nổi đâu. Rồi riêng con này á, nó là theo như mình đánh giá là nó sẽ chạy ngon nhất à, nó là best BB nhất, kiểu như là rẻ nhất nè, ngon nhất nè. Nhưng mà tông này kia thì sửa cũng đau. Best BB như là price đúng không? Price cái gì ta, cái gì? Nói chung là cái mức gì, tiền, cái gì? Mức giá, anh quên cái dấu gạch nó gọi là cái gì. Mua nhà 60 ngàn hả? Mua luôn. Rẻ vậy? Ừ. Vô được. Căn nhà đù. Căn nhà thua cái xe rồi nó thiệt. Nghe xà lẹp luôn. Thôi. Giờ mình đi về mình lo nhà mình. Bây giờ mình chính thức mình hết tiền. Có nhà. Mình chạy vui á. Không, con này mình để lại mình đi với con mẹ. Kiểu như hôm nào mình đi đấu giá hay mình đi mua xe cũ á. Đi con mẹ. Con này nó đi chơi. Mình đi báo mình đi con này. Mày báo báo luôn á, báo tới cái gì luôn á chứ. Chạy chả được bao nhiêu nó cũng rống. Tại vì nó không có công nghệ, nó không có á. Rồi xong. Không phải quá. Đi cô la. Được 5 giây mấy kìa. Đi về, buồn quá.
Tại do nó mình độ riếm á cho nên nó mới bị dính vậy chứ để con bình thường đi ở đâu bị hút như này đâu. Ai không biết là tiền thuế các thứ nhiều mà. À, để mình vô mình coi coi tại vì mình buôn bán xe nhiều á các bạn. Nhân viên lương là 500, tiền xe là 28.000 với văn phòng là 191.000, tổng 28.000. Ủa? Cao dữ. À quên, không đủ tiền. Không, không đủ tiền. Rồi ok, thì coi như là hôm nay mình đã cùng với các bạn đi mua bán xe trong tựa game Carvo Xe Simulator này và mình được hai con xe, phải nói là nó đẹp cực kỳ. Ê, để mình đậu con mẹt vô nó cho nó đẹp đẹp luôn. À, thì mình sẽ kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn các bạn tập sau đi, mình sẽ cùng với các bạn đăng bán hết cái dàn xe này xem là được thêm bao nhiêu tiền nữa. Nhưng mà dự kiến mình sẽ bán những con xe kia trước rồi mình đậu mấy con xe này lại kiểu cho nó trấn nghiệm cái showroom của mình cho nó đẹp các bạn. Đó, còn xe ghẻ kệ kệ đó. Rồi thì nếu các bạn thích cái series này nhớ đăng ký mình cũng như like video và share đối với mình nha. Hẹn các bạn trong sau game này. Chào các bạn. Bye bye.